Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Tối mùng 9 tháng 5, Cục Quản lý Khám chữa bệnh thuộc Bộ Y tế có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc thông tin liên quan tới sự cố được phản ánh trên báo chí. Theo ông Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh ngày 9 tháng 5 trên một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải thông tin tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, người bệnh có tên viết tắt là NTML, 36 tuổi, chú xã Tam Ngọc, thành phố Tam Kỳ, được chẩn đoán bị u bì buồng trứng phải, bác sĩ lại phẫu thuật buồng trứng trái. Trước sự việc trên, Cục Quản lý Khám chữa bệnh yêu cầu Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chủ động chỉ đạo để có báo cáo làm rõ thông tin nêu trên, xử lý nghiêm các vi phạm của cá nhân, tập thể theo đúng quy định. Đồng thời bệnh viện đa khoa Quảng Nam rút kinh nghiệm về sự cố truyền thông gây ảnh hưởng tới uy tín chung của ngành y tế, có biện pháp để không xảy ra các sự việc tương tự. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Nam chịu trách nhiệm trên địa bàn trong triển khai, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các giải pháp cải tiến chất lượng, nâng cao an toàn người bệnh, phòng tránh các nguy cơ sự cố y khoa theo quy định. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế tỉnh Quảng Nam báo cáo kết quả giải quyết sự cố trên về Bộ Y tế trước ngày 12 tháng 5.